Chào tất cả các bạn, chúng ta cùng gặp nhau buổi livestream đặc biệt buổi tối hôm nay và chúng ta cùng nhau làm quen. Hôm nay mình chia sẻ bạn một cái chủ đề là chúng ta sinh ra, dù chúng ta sinh ra ở miền nông thôn, miền núi, hoặc là vùng biển, vùng hải đảo, bạn sinh ra ở thành thị hay bạn sinh ra ở làng quê xa xôi, tất cả chúng ta đều tỏa sáng. Không có ai sinh ra mà chúng ta nói là chúng ta thua thiệt hơn người khác đó. Bây giờ chương trình cũng mới bắt đầu. Chúng ta chào nhau, làm quen với nhau. Bạn nào biết mình rồi thì chúng ta chào nhau, làm quen với nhau. Nhờ Facebook mà chúng ta biết nhau. Bạn nào mà chưa biết, chúng ta chưa biết nhau thì các bạn comment xuống số 1 để sau cái chương trình livestream này mình kết nối với các bạn để chúng ta có dịp để kết nối nhau. Và cái chương trình hôm nay nó cũng sẽ kéo dài khoảng hơn 3 và cái chương trình hôm nay nó cũng sẽ kéo dài khoảng hơn 30 phút về một chương trình rất là đặc biệt, là chúng ta đã sinh ra thì chúng ta phải tỏa sáng. Chào bạn nghe. Bên YouTube thì chưa thấy các bạn nào giới thiệu hết, các bạn giới thiệu lên bên YouTube, các bạn giới thiệu bên Facebook thì các bạn giới thiệu rất là nhiều. Chào bạn Thanh Phong. Vâng, và các bạn ở vùng miền nào, khu vực nào thì các bạn chào nhau đi. Chào Bình Minh ở Củ Chi. Các bạn không giới thiệu các bạn ở đâu nên mình không biết các bạn ở đâu hết. Tiếp theo nữa là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để thứ nhất là các bạn mình lưu đó để mình xem lại. Cái thứ hai là nếu mà ai đó, một người thân của bạn mà họ biết được thì điều đó nó rất là tuyệt vời. Bây giờ mình đi vào chương trình luôn. Thực sự là khi chúng ta sinh ra trên đời này, ai thì cũng như nhau. Chẳng bạn Thanh Phong ở Đà Nẵng. Ai thì cũng như nhau. Tuy nhiên có nhiều người họ sinh ra họ cứ nói rằng là họ thua thiệt, họ không được học cái này, họ không được học cái kia, họ cứ xem họ là người thua thiệt vậy á. Bên Facebook chúng ta gặp nhau rồi. Có bạn nghe xem hai kênh luôn ha, hay quá ha. Và họ cứ vậy thì một cái điều này mà mình luôn hỏi bạn là thực sự là hàng ngày các bạn đang truyền bá cái thông tin gì, bạn lan tỏa cái thông tin gì. Chúng ta sinh ra thì chúng ta phải lan tỏa thì chúng ta mới có hiệu quả được. Bản thân mình nè, hàng ngày là mình lan tỏa thông tin gì, mình kêu gọi các bạn ra làm chủ đi, ra làm chủ doanh nghiệp đi, mình lan tỏa cái thông điệp này đến tất cả mọi người, đến tất cả những bạn trẻ, chúng ta hãy cùng nhau ra để làm chủ trong một cái doanh nghiệp đi. Cuộc đời của chúng ta mà chúng ta sống đâu có nhiều đâu, thì các bạn làm công rồi, các bạn có kinh nghiệm rồi, thì một ngày nào đó các bạn có cơ hội, các bạn ra các bạn làm chủ đi. Chào Ngọc Minh Luciola. Chúng ta ra làm kinh doanh đi, chúng ta có mắc mát gì đâu. Nên là bây giờ hỏi mà mình đang truyền bá cái điều gì, mình đang đi rao giảng cái điều gì, mình đang hàng ngày mình đang đam mê, mình đang nói về đó, là mình nói mình khuyến khích các bạn hãy ra làm kinh doanh, hãy ra làm khởi nghiệp, hãy tự tạo ra sự nghiệp cho mình, thay vì chúng ta cứ ngồi đó chúng ta chờ vào cái công ty trả lương cho chúng ta, rồi thất nghiệp thì đi xin cái công việc khác, và chúng ta cứ lằng quằng như vậy, rồi cứ hồi hộp, cứ than thở, cứ rên rỉ. Vậy thì các bạn truyền bá cái điều gì? Một người mà họ có cái để mà họ truyền bá đó, một người mà họ có cách để họ truyền bá, họ có cái gì đó để họ đam mê, thì họ luôn có một cái nỗi, một cái suy nghĩ ở trong đầu, họ luôn có một cái đau đớn ở trong đầu. Chào bạn Huy Phạm ở Úc ha, ở trời tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Các bạn mà giới thiệu mà các bạn đang ở đâu thì khi mà thấy các bạn ở khu vực nào đó thì thấy nó rất là tuyệt vời. Bạn nào đang ở tỉnh thì các bạn nói tỉnh, các bạn đang ở nước ngoài nói các bạn ở nước ngoài thì thấy nó rất là tuyệt vời các bạn. Bạn Ngọc Trâm thì để nhân viên nó sẽ trả lời cái đó em. Nhân viên bên BDN nó sẽ giúp em trả lời những đó. Vậy thì bạn có một cái ý tưởng gì lớn gì, bạn thôi thúc gì, bạn đam mê gì, mà cái đam mê đó đến nỗi mà hàng ngày bạn phải gặp, bạn chịu không có nổi, bạn gặp cái người đó bạn phải nói nó liên tục ra. Mình mới vừa đi ăn cơm tối với một số bạn về. Thứ nhất là bạn gia đình của bạn gọi là bạn Sally Nguyễn bán cơm cháy.
thứ hai là bạn tài sốt, tài nước sốt. Thứ ba là bạn kim đào, chuyên làm cái giấy phép về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ tư là bạn bạn diệu, chuyên làm bên lĩnh vực nó khá nhạy cảm nhưng mà làm đẹp cho chị em phụ nữ. Và thứ ba, thứ năm nữa là bạn Thanh, đi làm yến. Thứ sáu nữa là bạn bạn gì ngồi kế bên mình là tự nhiên mình quên à. Tất cả là gần 10 người, và gia đình mình nữa. Và trong đó có bạn tài sốt á, có bạn tài sốt. Tại sao đặt bạn là tài sốt? Vì bạn đi bán nước sốt, bạn đam mê nó, bạn đam mê nó nên bạn nói, bạn đi đâu bạn cũng nói, bạn cũng truyền bá về cái nước sốt của mình. Các bạn hình dung chưa? Tức là khi mà chúng ta đã đam mê rồi, chúng ta đã đặt hết tâm trí vào đó rồi, thì hàng ngày chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta luôn nói về nó, chúng ta luôn suy nghĩ, chúng ta luôn tìm mọi cách nó làm cho chúng ta nó như thế nào ạ? Nó làm cho chúng ta, nó nằm ở trong đầu chúng ta, nói về nó. Bạn muốn thành công một cái gì thì bạn phải truyền bá về cái đó chứ. Và bạn càng truyền bá thì bạn càng tỏa sáng. Có những người họ sẽ không thích bạn, có những người họ sẽ ganh tị với bạn, nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn dám làm. Các bạn thấy bữa tối, mình nhớ là bữa tối thứ bảy sau khi mình đi đứng lớp về, thì lúc đó mình lên trên internet, mình đọc cái tin, và mình thấy nó rất là tuyệt vời. Việt Nam chúng ta lần đầu tiên có một người được vào Hoa hậu trái đất. Các bạn, ở trên thế giới này chúng ta có 4 cái cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới. Hoa hậu trái đất là một trong những hoa hậu. Việt Nam đạt giải quán quân, và cái con bé đó, nó đạt giải quán quân đó, con bé người ở bên trên nó đạt giải quán quân đó. Các bạn thấy nó rất là tuyệt vời. Các bạn biết nó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời, cái vấn đề nó đẹp rồi không nói, nhưng mà thực sự là nó đã được cài tư tưởng từ năm nó như là cái bé, con bé Phương Khánh, Nguyễn Phương Khánh rồi đó. Nó được cài cái tư duy mà nó tìm hiểu đó, nó được cài cái tư duy từ lúc mà năm 15 tuổi rồi. Và nó đam mê đó, nó để cái đam mê, nó truyền cái đam mê nó vào trong người. Nó học tập, nó rèn luyện, nó có tiếng Anh. Cái sự thành công của người nào cũng có cái sự mà họ đam mê, họ đau đấu, họ nuôi nó rất là dài năm và họ làm tất cả mọi việc vì nó. Chứ không có phải là chúng ta muốn thành công là tự nhiên 3 tháng, 6 tháng là thành công rồi. Cứ tư duy vé số như vậy là chúng ta sẽ không đi đâu. Mà nói cái tư duy vé số là bởi vì vừa rồi mình có một live stream về mình nói một cái chủ đề đó. Mà các bạn nào mà chưa biết thì đi vào đó xem, nó sẽ điều chỉnh cái mindset của các bạn nhiều lắm á. Các bạn hãy giới thiệu về các bạn và chia sẻ live stream này về nhà các bạn đi ạ. Tiếp theo nữa là và khi mà bạn mà tận tâm làm một điều gì đó, bạn tận tâm bạn lan truyền một cái thông điệp gì đó, bạn tận tâm bạn đều làm cái điều cái điều mà mình đam mê đó, ok chưa? Nó thì nó giúp cho các bạn gì, nó giúp cho bạn càng ngày càng phát triển ra, nó giúp cho con người bạn nó càng ngày nó càng lớn ra, và nó giúp cho bạn thu hút được rất là nhiều người. Cách đây mấy ngày mình có đi chụp hình với bạn Kiên Cường á, thì bạn Kiên Cường đã mới hỏi mình là ra đào tạo giúp cho những người ra làm chủ doanh nghiệp bao nhiêu năm rồi. Mình nói 9 năm rồi. Bạn nói 9 năm rồi. Mới ngày nào đó mà thấy 9 năm rồi. Và cái điều gì xảy ra trong 9 năm đó? Các bạn thấy một thế hệ, và bạn nói đúng rồi, 9 năm kiên trì như vậy nó mới được nền tảng ngày hôm nay. Đúng rồi, mình phải truyền bá liên tục nó như vậy chứ. Tuy nhiên mình có nghe một cái câu nói của ông Martin Luther King á, là một trong những cái người mà rất là có ảnh hưởng của nước Mỹ á. Ông nói một câu rất là hay: nếu bạn không khám phá ra điều gì mà khiến mình sẵn sàng, nếu bạn mà không khám phá ra được điều gì, cuộc đời bạn sinh ra mà bạn không khám phá ra được điều gì khiến bạn sẵn sàng hy sinh vì nó, thì bạn chưa xứng đáng để sống. Một cái câu này nghe rất là thâm thúy. Ông nói là nếu mà bạn sinh ra trên đời này mà bạn chưa khám phá ra được điều gì mà để bạn hy sinh vì nó, thì bạn không xứng đáng để sống. Đúng rồi, chúng ta sống dần giờ qua ngày làm sao được. Chúng ta phải biết một cái gì đó và chúng ta đam mê, chúng ta đi đến cùng nó. Các bạn thấy mình
chia sẻ hồi nãy giờ các bạn có đã học được cái gì không, các bạn comment xuống, các bạn nói các bạn học, các bạn đang ở cái khu vực nào thì các bạn cũng comment xuống để các bạn nói cái những bài học các bạn ra, để mình nhìn thấy comment các bạn, mình năng lượng ra và các bạn cũng năng lượng theo luôn à, đó mà. Nhưng mà tất cả những con người mà họ truyền bá đó, họ truyền bá hết mình đó, là họ luôn trở nên nổi tiếng, thành công, và họ trở nên những người rất là khác biệt. Ok chưa? Họ khác biệt lắm. Bởi vì cái gì mà chúng ta tập trung sâu vào thì chúng ta trở nên khác biệt. Với một cái câu hỏi đặt ra này, bây giờ các bạn ghi cái câu hỏi này này. Vậy thì thực sự là bạn đang đam mê cái gì? Các bạn thấy cái, các bạn đọc những cái bài về cái cô hoa hậu Nguyễn Phương Khánh vừa rồi đi. Nó có kết quả ngày hôm nay, nó là một sự chuẩn bị chứ nó không phải là nó hên. Các bạn thấy nó nói tiếng Anh tốt mà. Phải nói là rất là xứng đáng, vô cùng xứng đáng luôn. Xứng đáng vô cùng luôn. Tức là nó đâu đấu, nó đã nuôi một cái ý tưởng này đã từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên Việt Nam có một người đi thi hoa hậu mà nói tiếng Anh rất là giỏi, rất là tốt, và cái cách trả lời rất là xuất sắc. Bởi vì người ta có sự chuẩn bị. Khi mà bạn đam mê cái gì đủ lớn á, bạn tập trung vào nó, thì cái con người bạn nó trở nên khác biệt. Tự nhiên có rất là nhiều người nói rằng là em không biết em đam mê cái gì, em không biết em đam mê cái gì. Chào bạn Chu Văn Tuấn. Có những người nói là em không biết em đam mê cái gì. Thì nếu mà bạn không biết đam mê cái gì thì cái cách thứ nhất là bạn như thế nào ạ? Bạn cứ đi chơi những người có đam mê thì tự nhiên mình lây nhiễm họ rồi mình sẽ có đam mê. Cứ đi chơi với những người có đam mê thì bạn sẽ có đam mê. Đó là điều chắc chắn. Cái thứ hai là bạn hãy nghĩ về cái thời nhỏ, hồi đó bạn đam mê cái gì. Các bạn thấy có rất là nhiều người từ nhỏ, có người thì muốn ta trở thành siêu nhân, có người muốn ta trở thành phi hành gia, có người chúng ta muốn trở thành bác sĩ, có người muốn trở thành công an, có người muốn trở thành sĩ quan quân đội, có người muốn trở thành cô giáo, thầy giáo. Các bạn thấy không? Hồi nhỏ các bạn nhớ đi, hồi nhỏ các bạn có nhiều đam mê không? Đam mê mơ ước nhiều lắm. Hồi kia, hồi nhỏ mình nhớ là hồi đó mình ở với ông ngoại và mình luôn mơ gì à? Mình mơ lớn lên, mình đi khắp các nơi trên thế giới này. Và rõ ràng điều đó bây giờ đó trở thành hiện thực. Mình đi liên tục, mình đi khắp nơi trên thế giới, nó trở thành hiện thực. Cái ước mơ từ nhỏ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta lớn lên. Có người muốn thay đổi thế giới, có người muốn mơ làm tỷ phú, ok chúng ta hãy mơ. Có người muốn mơ leo lên ngọn núi rất là cao, ngọn núi cao nhất thế giới. Có người mơ, các bạn thấy mà hàng năm có những người họ làm những cái việc đó, bởi vì họ biết là họ đam mê cái gì, họ dành tất cả cuộc đời để họ đi làm cái việc đó. Có người lớn lên em sẽ trở thành ông chủ, em sẽ trở thành một cái em sẽ có một cái cửa hiệu bán kem rất là ngon, .. nó rất là nhiều mô thức, rất là nhiều cách để chúng ta thể hiện cái sự đam mê của mình. Nhưng mà các bạn thấy chưa, nhưng mà khi mà các bạn lớn lên á, cho tới giờ này á, 20, 22, 25, 30, 40, các bạn không biết các bạn mê cái gì nữa hết. Các bạn thấy mắc cười không? Một đứa nhỏ sinh ra đứa nào nó cũng biết nó mê cái gì, nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên chúng ta hết mê rồi. Tại sao vậy các bạn biết không? Tại sao nó kỳ lạ vậy? Bây giờ các bạn tự hỏi đi. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta phải biết là chúng ta mê gì, nhưng mà càng lớn thì chúng ta lại không còn biết chúng ta mê gì. Các bạn biết tại sao nó như vậy không? Tại vì khi bạn lớn lên mà bị tác động của cuộc sống, bạn mới vừa nói cái ước mơ của bạn lên, cái bị thằng kia nó dập một cái, nó nói tiêu cực, nó nhìn phán xét, cái bạn dừng lại, bạn không dám mơ nữa. Bạn nói là bạn muốn ra bạn làm kinh doanh, bạn muốn ra làm chủ, thằng kia nó dập, nó ra kinh doanh khó lắm á, ra kinh doanh nguy hiểm lắm á, thế là bạn không dám mơ nữa. Bạn nói bạn muốn sẽ đi khắp thế giới này, có cái người nào đó họ dập bạn một cái, mà kêu tướng mày mà đi được tới đâu, ở trong nước đi còn không sống, ví dụ vậy. Thế là như thế nào ạ? Là bị dập hết, bị người khác cười nhạo, là bạn quê cơ, và thế là bạn bỏ ước mơ của mình hết, bạn bỏ cái đam mê của mình luôn. Đến nỗi mà bỏ, đến nỗi mà sau này còn không biết mình mê cái gì luôn. Đầy những người bây giờ hỏi em không biết em mê cái gì, cái thời đại giờ nó kỳ lạ ghê. Nhưng mà hồi nhỏ bảo đảm luôn, hồi nhỏ bạn biết bạn mê cái gì, nhưng mà khi bạn lớn lên là bạn không biết bạn mê cái gì.
các bạn đã thấy được. Thì hãy nghĩ về hồi nhỏ đó, nó là đây những người như thế nào, họ dành cả thời gian đó họ đi gì? Họ đi dùng, họ lan truyền cái gì à, họ lan truyền cái gì vào, họ lan truyền cái thông điệp rất là tiêu cực cho người khác. Và mình hỏi trong đó có bạn không, họ chúng ta hãy dành thời gian để lan truyền cái điều ý nghĩa đến cái xã hội này, đến sự phát triển của xã hội này, chứ không phải là chúng ta đi dành thời gian để lan truyền những cái điều tiêu cực, gieo rắc cái nỗi sợ, gieo rắc cái tiêu cực, đi dập ước mơ của người khác. Đứa nào nó mới lớn lên là nói mày không được đâu, cái tính ganh tị, cái tính nhỏ nhen, cái tính đó nó làm cho bạn không dám mơ, rồi bạn làm cho người khác không dám mơ theo bạn luôn. Các bạn thấy cái điều đó chúng ta không thể chấp nhận được. Những người tuyệt vời là những người gì, họ biết là họ sinh ra để họ làm một cái điều gì đó rất là vĩ đại. Vĩ đại là không phải làm một cái điều gì đó lớn lao lắm đâu các bạn ơi. Vĩ đại là chúng ta làm một cái điều gì đó tốt, và chúng ta nhất quán chúng ta làm một cái điều đó có ích cho mọi người xung quanh của chúng ta, có ích cho xã hội, như vậy là vĩ đại. Vĩ đại không phải là làm cái việc gì đó to bự, nó không có phải vậy. Và họ sinh ra đời này và họ biết để họ làm cái việc đó. Nhưng mà đây những người sinh ra rồi để mình không biết mà làm cái gì thì như vậy đâu được. Và khi mà chúng ta lớn lên rồi mà chúng ta không biết đam mê cái gì thì nó có cái gì đó nó sai sai các bạn không? Nó có gì đó nó sai sai, nó không có hợp lý. Và hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ, các bạn thấy các bạn có nhận ra được cái bài học gì không ạ? Các bạn có cảm nghiệm ra được cái bài học gì không ạ? Mình thấy các bạn không comment không gì hết, nó làm cho mình cũng các bạn mà comment nhiều, các bạn nói các bạn học nhiều, các bạn học được bài học A, mình nhìn theo mình thấy mình hứng khởi và mình sẽ nói nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình thấy các bạn im không, các bạn xem, các bạn cũng không comment, các bạn cũng không nói xuống luôn. Nó làm cho mình live stream hồi cái mình các bạn làm cho mình cũng các bạn càng comment là các bạn càng truyền cái năng lượng cho mình. Vâng, bây giờ là mình dừng lại ít phút để mình cái chương trình mình đã đi một nửa rồi. Phần phía sau là mình sẽ nói để cho các bạn làm gì để các bạn tỏa sáng. Bạn rất sáng và bạn rất là tỏa sáng. Vâng. Và bây giờ mình dành một ít phút để mình quảng cáo về mình. Một phút thôi, hai phút thôi các bạn. Mình tên là Nguyễn Thế Duy. Hiện tại mình 43 tuổi và mình ở thành phố Hồ Chí Minh, quê mình ở Cam Ranh. Mình xuất thân là một người nói lắp nói cà lăm, nên những lúc mà mình nói mình cao hứng là cái gì là mình hơi dừng lại, mình hơi khựng khựng. Nên là các bạn cứ thông cảm. Miễn sao là mà còn hơn là không nói, còn hơn mà những người nói được mà họ lại không nói. Và hiện tại là mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái chữ B-Training, các bạn nhớ cái từ B-Training mà đang để ngược, cái camera mình để ngược. Cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp, cái cách làm sao chúng ta khởi nghiệp từ tay trắng. Cái địa chỉ của trung tâm mình là 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Cái website của mình là btraining.org. Những cái số hotline ở trên này. Mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Mình nghĩ rằng là các bạn nào muốn đam mê kinh doanh, muốn tìm hiểu đam mê của cuộc đời mình thì các bạn nên sở hữu cái quyển sách này. Cái quyển sách này đã bây giờ bán 21.000 cuốn. Không phải tự nhiên nó bán được 21.000 cuốn đó các bạn à. Phần 80-90% những bạn mua quyển sách này là nói là quyển sách này nó quá hay, nó rất là tuyệt vời. Cái quyển sách thứ hai của mình là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này thì nhiều bạn mua và nói rằng là em để đầu giường cái quyển này. Những bài học, những cái điều rất là tuyệt vời nó nằm ở trong cái quyển này. Cái quyển sách thứ ba của mình là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này là hoàn toàn bằng tiếng Anh, bán ở trên trang Amazon, chỉ dành cho những bạn đọc tiếng Anh. Mình cũng chuẩn bị ra cái quyển sách thứ tư. Bây giờ thì mình ở nhà mình có cuốn này thôi, còn nó đang nằm ở nhà in, là quyển bán hàng online ngay. Quyển online ngay nó sắp về tới rồi. Khi tới thì những bạn nào đặt hàng thì sẽ sắp được giao đến nhà các bạn. Thì ngay bây giờ những bạn xem livestream này và bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì mình sẽ giao đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước, giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. Hai quyển này là 210.000, nó đúng y như cái giá bìa. Và mình free ship, tặng cái free ship cho các bạn, tặng free ship hết 50.000 đó các bạn.
À, tặng VC với 50 ngàn đó. Và bạn bạn đọc hai quyển sách này thì tự nhiên bạn hiểu bạn đam mê cái gì, bạn đi khởi nghiệp cái gì, bạn làm cái gì, nó rất là nhiều bài học ở trong đó. Không những thế thì các bạn còn được ép vào một cái group, còn ép vào một group, cái group là dành cho những người đam mê kinh doanh. Các bạn có dịp kết nối những cái con người trên khắp mọi miền đất nước này, họ cũng ở trong cái group đó, họ đam mê kinh doanh. Nên là bạn nào mà muốn mua sách này thì các bạn comment số điện thoại xuống và sách sẽ được giao đến nhà các bạn và tiền sẽ được thu tại nhà ở trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn không cần phải gửi tiền trước các bạn gì đó, chỉ comment số điện thoại thì các em nó sẽ lấy địa chỉ của bạn và nó gửi đến nhà các bạn, là lúc đó cái người mà giao sách đó họ sẽ gì à, họ sẽ lấy tiền luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chỉ quảng cáo như vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi phần 2, mình uống nước một cái cái mà đi phần 2. Bạn sắc đẹp, bạn comment số điện thoại đi thì sách sẽ giao về nhà bạn. Ok bạn Văn Cường ngày mai các em nó giao. Ok bạn sắc sắc đẹp. Bây giờ mình lại nói tiếp nè. Vậy thì chúng ta sinh ra là chúng ta để tỏa sáng. Chúng ta sinh ra không phải là để chúng ta lu mờ. Chúng ta sinh ra không phải là chúng ta không có tố chất, ai cũng như nhau. Các bạn thấy không? Đầy những đứa nó ở vùng nông thôn, điều kiện rất là khó khăn mà nó vẫn có thành công. Ví dụ như vừa rồi con bé Hoa hậu Phương Khánh đó, nó ở Bến Tre chứ nó đâu phải ở Sài Gòn đâu. Nó chắc chắn là nó không có điều kiện bằng rất nhiều người ở Sài Gòn. Nhưng mà tại sao nó vẫn có thành công? Ngoại ngữ nó giỏi. Nên là cái đứa nào nó tập trung, nó biết làm là nó đều thành công hết. Bản thân mình là người xuất phát từ nông thôn mà. Và bản thân mình là người nói cái lắm mà. Nhưng mà tại sao bây giờ mình đứng lớp, mình chia sẻ về kinh doanh? Tại sao mình là tác giả viết sách? Mình ra, các bạn thấy mình liên tục mình ra những quyển sách. Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải khẳng định ra được ngay trong đầu của chúng ta, ngay trong tư duy chúng ta, là chúng ta sinh ra để chúng ta tỏa sáng. Chúng ta sinh ra để chúng ta làm một cái điều gì đó cho cái đất nước, cho cái xã hội, cho cái trái đất, cho cái địa cầu này. Ý ở đây mình muốn gửi đến các bạn nó như vậy đó. Chứ không phải là chúng ta sinh ra là để chúng ta ngồi đó chúng ta sợ. Sinh ra không phải là để chúng ta ngồi đó chúng ta nghi ngờ. Chúng ta sinh ra không phải là ngồi đó để sợ té. Rồi không những thế, chúng ta lại như thế nào à? Lại đi truyền bá cái vụ té này cho người khác nữa. Mình sợ thì mình im đi. Mình còn đi hu người khác sợ, coi chừng coi này cái kia. Mà cuối cùng là không có dám làm. Các bạn thấy không? Chúng ta có mặt ở trên đời này là để tìm ra một con đường chúng ta đi. Chúng phải có mặt trong đời này để mà sống lặt lờ đâu, dặt giờ qua ngày đâu. Bạn phải thống nhất cái suy nghĩ đó như vậy. Chúng ta có mặt để chúng ta đi 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 gì đi tìm kiếm một mục đích của cuộc đời mình. Chúng ta có mặt để chúng ta biết rằng cái định mệnh, cái sứ mệnh cuộc đời chúng ta phải làm cái gì đó, chứ không phải là có mặt trên đời này để chúng ta phát huy cái bản thân của chúng ta lên cao nhất, làm được những điều nó tuyệt vời nhất trong cái khả năng của mình. Chứ không phải là làm cái điều to lớn gì đâu. Và làm sao mà mỗi ngày thức dậy của người bạn tràn đầy năng lượng, mỗi sáng mà bình minh thức dậy trái tim của bạn nó luôn rực lửa, trái tim của bạn nó đầy nhiệt huyết để mà chúng ta làm nhiều hơn nữa. Chứ không phải là thức dậy mỗi ngày là bắt đầu ể ỏi rồi rồi ngáp, ngáp lên ngáp xuống rồi thấy hôm nay chẳng qua mới ngày mới thức dậy đầu ngày đã truyền bá những cái thông tin tiêu cực rồi, vậy thì làm sao mà cuộc sống của bạn thành công được? Ở đây mình muốn nói với các bạn là các bạn phải tìm ra một cái câu hỏi mà bạn ghi vô đi, bạn đã tìm ra được cái điều mà bạn cần phải sống trên đời này chưa? Bạn đã dốc sức hết cho nó chưa? Và nếu chưa thì chúng ta hãy bắt tay vào, chúng ta tìm liền đi, chứ đừng cứ sống dần dần qua 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 ngày để rồi không làm gì cái điều đó. Chúng ta phải dám mơ một cái giấc mơ đẹp, chúng ta phải biết có những cái mục đích tốt đẹp trên đời này mình đang rất là cần bạn. Cuộc đời này còn rất là nhiều thứ để cần bạn ra giải quyết. Cuộc đời này còn cuộc sống này còn rất là nhiều vấn đề, xã hội này còn rất là nhiều vấn đề để gì để mỗi người chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Bạn bên YouTube bạn Hiệp nói là bạn đang đọc cái quyển sách của mình, bạn áp dụng vào bán hàng tuyệt vời. Cảm ơn bạn Hiệp.
mình lúc này mình livestream trên cả hai kênh, vừa kênh Facebook và vừa kênh YouTube. Vậy thì ok chưa? Dù mục đích nó, mục đích ý nghĩa là gì và bạn tập trung vào làm thì cuộc đời bạn nó luôn là ý nghĩa. Cái mục đích đó đơn giản là viết sách. Cái mục đích đó đơn giản là các bạn thấy không? Thấy chỗ nào mắc vệ sinh thì chúng ta đi dọn thôi, đi dọn rác ở bãi biển thôi. Cái đợt vừa rồi mình đi Brunei, qua đó mình gặp một cái anh chàng Hà Lan, anh rất là tuyệt vời. Anh đi cắt nước và anh dọn rác ở bãi biển đó. Anh dọn hết rồi anh quay anh đưa lên YouTube, anh quay anh đưa lên Facebook. Anh đi nước nào anh cũng dọn rác đó. Và thế là cái fan ảnh bây giờ nó đông lắm. Anh đi cắt nước là anh đều làm. Anh tới các cái khu resort rồi kêu là anh làm cái công, anh kêu cộng đồng khu vực đó hãy dọn rác, hãy sạch sẽ đi, hãy bảo vệ môi trường, thấy chưa? Và anh đi, và bây giờ các bạn biết không? Tết 2019 chứ bạn. Ok. Và bây giờ nó như thế nào? Bây giờ anh trở thành người nổi tiếng. Và các cái công ty, các cái tập đoàn nó trả tiền cho anh. Trả tiền như thế nào? Tại vì mỗi lần anh làm cái hành động nó như vậy thì nó như thế nào? Nó mang cái ý nghĩa cho cuộc sống và các công ty đó nó muốn góp phần vào trong cái ý nghĩa đó. Các bạn biết là khi bạn làm điều tốt đẹp thì ai cũng muốn giúp bạn hết, bởi vì tất cả những người đó họ muốn, họ là một phần của sự tốt đẹp đó. Bạn hình dung chưa? Tất cả những con người ai cũng vậy, bạn cũng vậy. Tại sao bạn nghe người ta đi làm từ thiện thì bạn muốn tham gia vào? Tại sao nó vậy? Bởi vì bạn muốn, bạn là một phần của sự tốt đẹp đó. Nên là chúng ta hãy có mục đích thật sự của cuộc đời mình. Hãy tìm ra nó và chúng ta hãy làm hết mình vì nó. Nên là cái mục đích thật sự của đời mình nó không có phải là cái gì nó to tát đâu. Những cái việc nó hành động rất là nhỏ vậy đó. Bạn có thể là giúp trẻ, giúp những đứa trẻ em nó chưa biết, có những bạn đó, các bạn thấy có những bạn làm những việc rất là tuyệt vời. Có bạn Vinh mà cũng tham gia cái chương trình tại Bi mình nè, và bây giờ bạn lên Đắk Lắk và bạn lên Đắk Nông. Và bạn giúp những bạn ở trên đó nói tiếng Anh tốt. Đó các bạn thấy chưa? Thì bởi vì bạn giỏi tiếng Anh, bạn nói được tiếng Anh đó. Và bây giờ bạn lan tỏa cái giá trị đó đi rất là tuyệt vời. Mình không nghĩ là bạn về đó và bạn rất là thành công ở trên đó. Nên là bạn hãy xác định được cái mục đích của đời mình và cái điều gì đó nó giúp cho bạn đi đến cùng. Ok chưa? Ok các bạn ơi. Và các bạn thấy không? Một người ca sĩ cũng vậy. Họ hát. Họ hát. Họ như các bạn thấy ca sĩ Quang Dũng à? Họ hát, họ suốt ngày họ phải hát, vì họ xuất ra là để họ hát. Họ có giọng hát, họ phục vụ mọi người. Cái chuyện gì xảy ra nếu có sĩ quan sử dụng mà anh xảy ra anh không chịu hát? Nên là ý ở đây là các bạn hãy tìm ra một cái người đam mê, cái niềm đam mê của mình và bạn đi hết mình vì nó. Nó như vậy đó. Vậy thì nếu mà bạn ra kinh doanh thì cái sản phẩm tuyệt vời nhất mà bạn phục vụ cho thế giới này đó là sản phẩm gì? Dịch vụ tuyệt vời nhất của bạn đó là cái gì? Mỗi ngày bạn có đau đấu cho nó không? Bạn có tập trung cho nó không? Bạn có làm cho nó mỗi ngày càng tốt hơn không? Một số bạn mới ra kinh doanh may bữa không được là nản. Mình phải ngồi xuống mình biết rằng là mình không được cái gì. Cái gì nó được? Bởi vì các bạn không có đủ đam mê và các bạn không có đủ cái khả năng như hồi nãy nói, là chúng ta phải tập trung vào cái sự gì? Cái sự phục vụ nhiều hơn, cái cống hiến nhiều hơn thì các bạn sẽ thấy. Các bạn nhìn ra điều này chưa? Vậy là bạn truyền bá cái gì mỗi ngày? Bạn truyền bá cái ý nghĩa gì tốt đẹp mỗi ngày? Chào bạn Nguyễn Sơn nhiều. Ok chưa? Nhưng bản thân mình, ok chưa? Mỗi ngày tôi gì bản thân mình á, là mỗi ngày mình gì mình luôn truyền bá cái làm sao để cho các bạn ra làm chủ doanh nghiệp. Mình truyền bá từ hơi thở, từ cách nói, kể cả những giờ livestream này mình cũng truyền bá cho bạn đó. Kể cả những bài viết mà ở trên Facebook, bài viết trên website. Thứ ba tuần tới nè, mình được ở trên Bình Phước, tạp chí khoa học thời đại, anh Vũ bên tổng biên tập thì đợi hội doanh nhân trẻ Bình Phước mời mình về đó làm giám khảo cho cái cuộc gì, cho cuộc thi khởi nghiệp. Các bạn thấy chưa? Tất cả mọi thứ mình dành cả hơi thở của mình, cả công sức, cả thời gian của mình cho cái gì
cho cái điều mà cho cái điều mà mình muốn truyền bá, mình muốn lan truyền nó. Và bạn làm miết như vậy thì bạn sẽ tỏa sáng, và con người bạn nó nhiệt huyết, nó máu lửa, bạn cảm giác bạn rất là hoan hỷ, bạn rất là vui. Các bạn thấy ca sĩ Quang Dũng mà mỗi khi mà họ hát mà ông hát cái ca khúc nó rất là ngọt, ông rất là hoan hỷ, ông truyền cái điều đặc biệt ông vào ở trong đó. Vì một cái câu hỏi đặt ra ở đây rằng là bạn có cái điều đặc biệt gì, bạn tìm kiếm cái điều đặc biệt đó từ đâu ra, và bạn đã hết mình cho nó chưa? Câu hỏi đặt ra nó là vậy á. Thì khi mà bạn tìm ra được đó là nó tuyệt vời lắm. Bạn cứ thẳng đường mà bạn đi, bạn không có mắc công, bạn lòng vòng. Và hồi nãy cái đoạn đầu á, mình cũng đã nói hãy tìm về cái ước mơ mình lúc nhỏ, nếu mà bây giờ bạn không biết cách, bạn hãy quay qua cái khúc đầu. Ok chưa? Và dĩ nhiên ở đây mình cũng không biết là bạn có tìm ra được hay chưa, nhưng chừng cuối cùng mình cũng nói với các bạn là các bạn hãy tìm nó ra. Bạn phải hình dung nó ra, bạn phải dành thời gian để bạn phải tìm cho nó ra bằng được. Bạn phải ngồi lại, bạn phải sâu lắng thật sự là mình đam mê cái gì. Chào bạn anh Tài. Các bạn hình dung ra điều này nè chưa? Và thế là khi mà bạn đã tìm thấy sứ mệnh cuộc đời mình, bạn tìm thấy được cái đam mê mình là bạn luôn, bạn tận hiến cho nó, bạn tận hiến hết mình cho nó. Các bạn thấy cái ông KFC, các bạn thấy lên 63 tuổi đời mới tìm ra được một cái để mình tận hiến, là tìm ra cái công thức. Bây giờ có cái món gà rán KFC đó các bạn thấy chưa? Tới đó mới còn tìm ra được mà. Và khi bạn tìm ra được thì cái ngọn lửa trong lòng bạn nó cứ đau nó, và bạn sẵn sàng bạn lao ra ngoài cuộc sống kia để bạn làm việc. Bạn không còn cái gì cản trở sợ hãi vậy đó, mà nó là cái này là cái mà xứng đáng nhất mà bạn cần phải làm. Một cái câu hỏi đặt ra ở đây còn là bạn đã tìm kiếm chưa, tìm kiếm ra chưa? Nếu mà chưa tìm kiếm ra thì rất là đơn giản đó. Hãy dành thời gian cho nó. Bản thân mình đã tìm kiếm ra được rồi, và mà các bạn sẽ thấy mình 9 năm qua mình làm đúng không? Và 10 năm nữa các bạn cũng thấy mình làm cái việc này, mình làm cho đến hơi thở cuối cùng cho cái việc truyền bá này. Và bạn nào bạn không tin bạn làm như vậy đi, rồi bạn sẽ tỏa sáng thôi. Bạn chọn một lĩnh vực bạn đi. Mình nói là xã hội này có rất là nhiều thứ để mà bạn làm, tại vì xã hội này có rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta. Cứ ngồi suy nghĩ sau đó tính toán sợ đủ thứ mà không dám làm mà không được. Đây là cái live stream tối nay mà mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rất là mạnh mẽ. Tối mai mình cũng sẽ live stream một cái chủ đề nó rất là hay, là cái cách làm sao để chúng ta rèn luyện, tôi luyện kỷ luật. Nếu mà bạn không có cái kỷ luật thì bạn đừng có mong cái chữ thành công nó đến với bạn. Vậy thì cái cách mà chúng ta rèn luyện để chúng ta kỷ luật, để chúng ta trở thành một người thành công nó như thế nào? Mình nói thật với các bạn, nếu các bạn ngồi ở đây nếu mà các bạn ngồi ở đây mà các bạn mơ muốn thành công mà bạn không kỷ luật đó, thì bạn quăng cái chữ thành công ra khỏi đầu đi, bạn chả làm được cái quái gì đâu. Những người không kỷ luật, những người không làm được cái gì hết. Nó là chúng ta cần kỷ luật rèn luyện cái bản thân của mình. Bạn nào mà chưa mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống để chúng ta có sách để các bạn đọc, để các bạn hiểu hơn. Và các bạn hãy theo dõi mình qua Facebook, bấm vào và theo dõi mình qua Facebook. Trên kênh YouTube thì các bạn bấm vào đăng ký subscribe để mỗi khi mình live stream thì Facebook và YouTube sẽ thông báo đến cho các bạn để chúng ta theo dõi các live stream liên tục. Mình hàng tuần thì tùy theo tuần. Tuần nào mình rảnh 2 buổi thì mình livestream 2 buổi, tuần nào mình rảnh 3 buổi mình livestream 3 buổi. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã dành buổi tối, thay vì giờ này các bạn ngủ thì các bạn xem livestream của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình này. Bye bye và hẹn gặp các bạn vào tối mai.